Rồi, chào em chào tất cả anh chị mình đến với kênh Vườn Lan Thắng nha cả nhà. Thì buổi sáng hôm nay em chia sẻ cả nhà mình một cái lô Uruguay. Này rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Đó thì sản phẩm này thì sáng hôm nay em quay lại để chia sẻ cả nhà. Thì cái cây này em bán với giá là 65.000. Cả nhà mình tham khảo ha. 65.000 thì bên em có chính sách rất là ưu đãi, còn một ngày cuối bữa nay nữa là bữa nay gần và ngày mai nữa là hết rồi anh chị ha. Chính sách bao cước á, bên em ngày mai nữa hết rồi. Ba chậu là bên em sẽ bao cước, 6 chậu bên em tặng 1 chậu ha. Đó thì cả nhà tham khảo cây rất là đẹp anh chị ha. Rồi cái lô này là Uruguay giá 65.000 một chậu nha cả nhà. Rồi kế tiếp là ngọc điểm ha. Ngọc điểm thì hiện tại cây còn tơ thì chia sẻ cả nhà mình luôn, một cặp là 280.000. Anh chị em mình mua hai cặp á thì bên em bao cước luôn đó, thì chia sẻ cả nhà luôn ha, hai cặp bao cước luôn nha anh chị. Ngọc điểm ha, một cặp là 258, rồi một hai combo là em sẽ bao cước anh chị em mình chơi luôn ha. Đó ngọc điểm cây nó đẹp lắm anh chị. Thì ưu tiên lựa những cây nào to trước, còn cái nhỏ mình dưỡng lại từ từ anh nhé. Nó nhiều màu lắm, đâu đây không có lựa màu được. Ví dụ như thân lá nó sầm dày nhìn thì biết nó cây khác nhau thôi, chứ không có lựa cái màu bông được đó, thì em thông cảm ha. Rồi cảm ơn cả nhà, thì đây là lô ngọc điểm. Rồi thỏ vàng anh nhé, cái thằng này thì hàng dưỡng lại thôi, có nghĩa là em thấy cái bông đẹp quá thì em sang chậu lớn em dưỡng lại luôn để chia sẻ ở nhà mình luôn. Thì thỏ vàng này hiện tại còn có 10 mấy chậu thôi, thì giá 120.000 anh chị em mình mua combo 3 chậu bao cước luôn, 120.000 chậu anh nha. Có những cây như thế này khi nó ra vào bông nữa nha anh nha, rất là nhanh. Dòng này thì xiên bông cực kỳ, cho nên chị em mình chơi thì không có sợ hết bông ha. Thì có cái lô thỏ vàng hay là thỏ vàng thì 120.000, thì vậy mình đặt hàng thì bên em sẽ bao cước với một combo 3 chậu. Rồi đây là vàng chanh thì em cũng chạy mặt hoa luôn ha. 60.000 combo 3 chậu thì bao cước luôn, chính sách rất là đẹp đẽ luôn đó. Vàng chanh, cái này vàng chanh chứ không phải vàng cốm, mà bữa em nhìn vô cái lá thấy có ghi chữ vàng cốm, em nói vàng cốm nhưng thực tế cây này cây vàng chanh. Hỏi kỹ lên vườn thì vàng chanh anh chị ha. Đó thì chia sẻ cả nhà luôn ha. Rồi cảm ơn cả nhà. Rồi đây là một cái lô cây dendro nắng lưỡi bò tím. Cây lưỡi bò tím anh chị ha. Cây lưỡi bò tím thì cây tơ, cái tơ như thế nè đó, thì quay rõ đi anh chị em tham khảo ha. Giá 70.000 anh chị em nào mua mà 3 chậu bao cước luôn cho lớn luôn ha, 3 chậu là bao cước luôn. Còn cái này là cây tơ, có em có một cái giống 90.000 nữa nha cả nhà. Rồi còn đây là cây thỏ xưa anh chị em ơi, thỏ xưa đây là cây thỏ xưa nha anh chị em, bông thỏ xưa đẹp lắm, thơm nữa đó, thì cả nhà mình tham khảo ha. Thỏ xưa thì giá là bây giờ còn cây này cũng không có đẹp, em nói trước là không có đẹp nha đó. Thì lùm thì có lùm, nhưng đẹp thì nhiều khi nó có những cái lỗi mình sẽ trừ điểm cho đó. Thì em bán với giá là 70.000 cho nó hết luôn, còn mấy chậu à, hồi xưa em hết hàng nên ra còn ít. Rồi anh ba thì giá là 80.000 luôn, còn 2 chậu à đó. Anh chị em mình thêm mua kèm ha,
cái anh ba anh với Minh đó, đây là dòng anh ba. Rồi kế tiếp là Robert nè, Robert đang phát triển rất là khỏe nha anh chị ha. Robert đang phát triển rất là khỏe, và hàng này thì anh chị em mình dùng hoa thơm đó, thì cái này bán rẻ luôn đi, còn có mấy chậu bán rẻ 60.000 chậu luôn á, hàng này giống như ra mâm rồi, bán rẻ anh chị em ha, giống như hàng sale á, 60.000 chậu. Rồi anh chị em mình mua nhiều, mua combo thì ba chậu được, vẫn bao cước nha, bao cước ngày nay ngày mai nữa hết rồi. Rồi đặc biệt là dùng xin, xin thì xin sổ số nha, xin sổ số thì còn vài chậu thôi, anh chị mình thấy khuôn lá khác nhau hết nè, để nắng nó quẹo á. Nhưng mà cái dòng này thì sổ nhiều khi ra những cái mặt bông rất là đẹp, dùng xin sổ số nha cả nhà, xin con lắm. Đây nhảy, nó nhảy, đây em đưa qua đây cho anh chị, nó nhảy như mẹ luôn. Em không có kích kỳ nha, cái này không phải là kích kỳ mà nó ra vậy đâu, tự nhiên á, cái này tự nhiên nó ra hết á, nó ra rồi nó che lá này che lá kia thì thiếu nắng. Đó thì giá là 130.000 chậu, anh chị em nào mà sưu tầm dòng xin thì em còn một số ha. Rồi chấp hồng, rồi anh chị em nào mà quan tâm đến chấp hồng thì em cũng còn 4-5 cây vậy nè, chia sẻ cả nhà luôn dòng chấp hồng ha, chấp hồng này 120.000 chậu. Rồi cây thỏ vàng kiên giang còn 2 chậu, 3 chậu luôn, hé cái mặt bông rồi. Nó mới hé thôi, nó chưa hé hâu bối thôi anh chị ha. Thỏ vàng kiên giang đẹp lắm, bông mà xiên lắm nha cả nhà. Đó, thỏ vàng kiên giang là 280.000 một chậu. Báo giá cả nhà luôn. Rồi kế tiếp là Big Red. À dòng xin Big Red thì giá là 180, anh chị em nào chốt thì xin Big Red giá 180.000 chậu. Cái này đồng vàng không phải. Ở Big Red ở đây chị ha. Chị nhìn tới đây cái nó mờ rồi ta. Đó, cây cao tới 60-70 luôn. Đó, nhiều khi cây nó cây này 60 nè, 50-60 nè. Quay vui rõ như vậy á để anh chị mình tham khảo ha, mầm lên ta mới rất là khỏe nha cả nhà ha, mầm mới lên rất là khỏe nè, anh chị mình để ý ha. Lộc vàng, lộc vàng hôm nay là sale nha, hôm nay sale lộc vàng còn một số thôi, anh chị em mình mua giá là 80.000 một chậu luôn, sale mạnh luôn đó. Thì lộc vàng này là hàng dưỡng lại thôi, nhưng mà cây bây giờ đẹp rồi, cây bây giờ bắt đầu đẹp lần rồi, nghĩa là lên mầm bắn rễ ngon lành rồi, bắt đầu có thể làm hoa lại được rồi. Đó thì giá là 80.000, anh chị em nào chốt thì liên hệ ha anh chị ha. 80.000 với combo 3 chậu bên em bao cước. Đó cả nhà mình chơi thoải mái. Rồi em cảm ơn cả nhà. Hôm nay lên cơ bản một số dòng thì vài hôm ngày nay nó có về một lô nữa thì tối nay em sẽ live stream trực tiếp để chia sẻ cả nhà ha. Rồi cảm ơn cả nhà, anh chị mình có quan tâm sản phẩm gì thì comment bên dưới anh chị ha, thì để bên em giao lưu với anh chị em mình. Rồi cảm ơn cả nhà, số điện thoại để màn hình anh chị em đặt hàng thì hôm nay và ngày mai còn bao cước nha, và đặc biệt kiểm tra hàng giúp em nha, nhận hàng thì anh chị mình kiểm tra hàng. Ô quên nữa, em đây còn xin cam nữa nè, xin cam giá 130 anh chị em ơi, 130.000 đó. Rồi chia sẻ cả nhà luôn, cái hàng xin cam mình này nó đẹp lắm nha cả nhà. Đó thì cảm ơn cả nhà, rồi chúc cả nhà mình một ngày thật vui vẻ.